Bất kể khi nào bạn muốn trở thành một học sinh ưu tú nhất, thì hãy nhớ rằng gia vị đầu tiên của chúng ta là kỷ luật. Vâng, kỷ luật sẽ thay đổi toàn diện cuộc đời của bạn. Lúc này đây tôi cần bạn nỗ lực hơn. Tôi không cần bạn phải lắng nghe tôi hàng trăm lần. Cái tôi cần là sự kỷ luật đến từ bạn.